Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên Biển Đông đang tồn tại một vùng áp thấp. Trong đêm qua và sáng nay, hoàn lưu phía tây của vùng áp thấp đã bắt đầu trườn vào đất liền của các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khiến cho khu vực đã bắt đầu có mưa và dông. Riêng tại khu vực Lào Cai, Yên Bái, các tỉnh thành phố ven biển và cả Thanh Hóa, Nghệ An là những vùng có mưa vừa mưa to. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp sẽ di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó đổ bộ vào các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ trong rạng sáng ngày mai. Vì thế, từ đêm nay và kéo dài đến hết ngày 21 tháng 8, Bắc Bộ cũng như khu vực Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa to đến rất to. Riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to, cục bộ có nơi có mưa rất to. Do mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn, nên trên thượng lưu các sông suối nhỏ thuộc khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ từ 1 đến 3 mét. Một số sông có khả năng lên mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng ở khu vực trũng thấp ven sông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực chỉ trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Sang tới ngày mai sẽ giảm thêm từ 1 đến 2 độ nữa. Thời tiết chuyển mát mẻ và không còn oi nóng như những ngày vừa qua. Đối với các tỉnh thành phố còn lại của miền Trung từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, ảnh hưởng của rãnh áp thấp không nhiều, vì thế trong hôm nay trời cũng chuyển mây nhiều hơn, mưa rải rác xuất hiện về thời điểm chiều và tối. Nhiệt độ tại đây cũng chỉ dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ, có nơi cao hơn. Trong khi đó, ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận không nằm trong vùng tác động của rãnh áp thấp. Vì thế mà trời vẫn có nắng, nhiệt độ ở ngưỡng từ 32 cho tới 34 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh hơn, vì thế mưa cũng gia tăng rõ rệt cả về lượng và lượng. Trong hôm nay, cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đều có mưa ở nhiều nơi. Do có mưa nên nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên cũng giảm còn từ 27 tới 29 độ. Ở khu vực Nam Bộ, ngưỡng nhiệt là từ 31 cho tới 33 độ. Về vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển Philippines, theo những cập nhật mới nhất, trong những ngày cuối tuần, vùng áp thấp sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc và bắt đầu mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong khoảng ngày thứ hai, tức 22 tháng 8. Dự báo đến 18 giờ ngày 22 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 125,1 độ Kinh Đông trên khu vực vùng biển Đông Bắc, Philippines, cách đảo Luzon khoảng 310 km về hướng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 đến cấp 9. Đặc biệt trong những ngày giữa tuần sau, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão với tên quốc tế là Ma On, rồi đi vào khu vực Bắc Biển Đông để trở thành cơn bão số 3 trong năm 2022.